Đây là khu lăng mộ của bà Triệu ở Thanh Hóa các bạn, mình biết đây là Hoàng Hóa phải không? Hoàng Hóa, Thanh Hóa. Và mình tiếp tục hành trình các bạn. Mình ghé ra. Mình không có đủ thời gian hay là mình không có leo lên. Có hai bạn trẻ đang check in. Lòi cục cá lên. Chạy thấy được liền. Không, mới bật lên đó. Anh giờ thấy bật không? Cắt vô bên em nè. Cắt lên. Cắt lên. Ủa, sao bên anh chứ? Ừ, đó, cục cá bình thường, chạy cắn lên. Video này là phần thứ 122 từ lăng mộ Bà Triệu. Mình đi về lăng Hồ Chí Minh, lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Có hai bạn trẻ đang check in. Bảo thăm hai bạn đó lên cũng cây trốn. Mình không có thời gian mà đi nữa. Cầu Tùng Sơn. Cầu Tùng Sơn. Ở cái lăng mộ Bà Triệu được rồi, ở Hoàng Hóa Thanh Hóa. Hoàng Hóa Thanh Hóa. Không xã gì là mình không biết. Vô cũng hơn cây số, để ngoài 500 mét. Cây có tiếng Tiên Lộc, Hậu Lộc. Xã Sơn Thượng, Triệu Lộc. Một Triệu Lộc đó, Sơn Thượng, Triệu Lộc. Cái Sơn Thượng Triệu Lộc rồi tới cái gì nữa, Hoàng Hóa chắc Thanh Lộc gì đó. Đây, đây. Thanh Lộc, Triệu Lộc, Thanh Lộc. Chạy tiếp tục cuộc hành trình Hà Nội 135 km. Không, cái này tên của công ty của người ta. Cái hậu cái địa chỉ nè. Cái bản công ty ấy. Dễ vô thấy chưa? Mộ Bà Triệu, cái khu lăng mộ Bà Triệu cho từ từ ra này giờ. Ở đây là ở Hồng Hóa. Đây nè, cái bản nè, đọc nè. Cái đó là công ty nó nằm ở đó. Ừ, tỉnh mà đọc nè. Hậu Lộc là cách đây, huyện Hậu Lộc. Lộc. Tức là cái công ty á, công ty này ở Hậu Lộc, Hậu Lộc không có dính đây. Ở đây huyện Hồng Hóa. Triệu Sơn, Triệu Lộc nè, Hậu Lộc nè. Rồi để về coi lại chứ còn mình không biết. Vì cái bản này là không có giá ngang. Cái bản này công ty chỉ vô được đó. Nhưng mà tôi coi cái đầu kia rồi. Cái bản này tôi chỉ ra kêu ngừng rồi đó. Ủa sao lâu dữ vậy? Ngừng thì kêu ngừng lại, chứ chạy thì chạy, chứ đâu có dòm được lề đường đâu. Đi xe mà dòm lề đường không biết tới chừng nào tới. Đi 5-6 ngàn cây số mà đâu có dòm lề đường được hết. Hoặc là ngừng ghe là cũng được nữa. Ủa có đường qua đường không mà sao lâu dữ vậy? Có quên không? À, chạy ra miếng là thấy quốc gia đặc biệt Mộ Bà Triệu nè, giờ mới dưới là địa chỉ là biết chính xác. Theo quanh phước không có anh lợi hay gì á. Thì băng ra. Nhưng mà sao mà cái đèn đỏ nó hoài. Quay xuống cũng bị đỏ luôn. Mình đứng khoảng 15 phút mà đèn không xanh mà đỏ hoài. Đã đứng trong 15 phút rồi, đèn nó bị hư.
hư đổ hoài đâu dám băng qua đường, băng thận chiều quanh lại ở đây nè. Chỗ đó là nãy có đường băng qua lại được. Bán xăng dầu bên đây hậu lọc cái gì dòm đó, thấy chưa? Cái hậu lọc không, huyện hậu lọc Thanh Hóa không? Huyện hậu lọc, xã Thiên Lộc không? Vừa gạt cái phần há bỏ đi. Vì nãy giờ mình mới vừa chạy qua phần há tới thì mà. Bên Hoàng Thá, bên Hậu Lộc giáp ranh với nhau. Giờ gặp cái bản chợ nói sớm giảm tốc độ, chứ đường xa mình đâu có chạy tốc độ 20-30 được, tốc độ 60 trở lên. Chạy lần trăm có ấy đèn mà tiểu vô mấy chục thước đâu chưa biết thôi, lăn mình rồi đèn mà tiểu không có để bao nhiêu hết thì sẽ không có năm đó lăn vô nữa cây số, nhưng mà vô thực tế cây số đèn hư đâu có đỏ xanh gì đâu, mà trong đó cháy đèn đỏ hoài luôn. Nên ở đây người ta đâu có dừng đèn đỏ đâu, chớp, còn trong kia là có đèn đỏ. Để băng ra giao thông nó thổi nhưng mình có cớ mình nói. Bắt đầu hoài không có cho ra. Vợ chồng mình gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn cô chú anh chị đang xem video của vợ chồng mình. Các bạn có xem video của vợ chồng mình, các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh ủng hộ tinh thần hai chồng mình nhé các bạn. Hai chồng mình có hai kênh YouTube, tất cả kênh vợ chồng sửa xe và kênh vợ chồng vũ khí. Vợ chồng mình chuyên review tất cả các đoạn đường đất nước Việt Nam, trên đất nước Việt Nam nơi vợ chồng đi qua, quay lại và đưa lên mạng để tất cả các bạn cô chú anh chị cùng hưởng lãm cảnh đẹp trên quê hương đất nước Việt Nam qua những hành trình đi của vợ chồng mình. Và hôm nay hành trình đi của vợ chồng mình là từ mũi Cà Mau, từ điểm cực nam của Cà Mau mình đi về điểm cực bắc ở Lũng Cú, Hà Giang mà. Và vợ chồng mình đang lang thang ở huyện Hậu Lộc, hồi nãy là Hằng Hóa, giờ tại huyện Hậu Lộc tỉnh Thanh Hóa mà. Trên quốc lộ 1 mình mới vừa ghé đền Bà Triệu xong, của lăng Bà Triệu. Ra tiếp tục đi hành trình Nam Bắc, hành trình từ Cà Mau ra Lũng Cú dài hơn 2.500 km. Vợ chồng mình đi theo quốc lộ 1A và đường ven biển dài hơn 2.500 km, rồi mình đưa lên kênh YouTube vợ chồng du ký. Và hành trình về của vợ chồng mình, hành trình xuyên Việt Bắc Nam từ Lũng Cú về Cà Mau cũng dài hơn 2.500 km. Mình bám theo đường 6, đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 14. Và mình đăng trên kênh YouTube vợ chồng sửa xe của hai chồng mình. Và vợ chồng mình kính mời tất cả các bạn cô chú chị cùng theo dõi và đón xem trên hai kênh YouTube của vợ chồng mình. Đường nói chung là đi là rộng bao la. Bây giờ mình định vị đi đến lăng Hồ Chí Minh, lăng Hồ Chủ tịch trước.
sau đó mình mới đi từ Lăng lên Vịnh Hạ Long. Cờ lễ hội đó này, cờ hội Hà Nội 134 km, các bạn vuông vuông rồi các bạn chợ lắm. Đây nào, 60 chiếc xe tải. Dừng bị xe quanh vô đường này xe lửa, chạy sát đường xe lửa quá trời nhiều mà không thấy xe lửa nào ra cho vô nữa. Thì đang đi ra vừa tới chạy vừa hết ngay chỗ Cam Ranh với cái ngay chỗ đường Hồ Chí Minh, ngay chỗ nhà của đại tướng Võ Nguyên Giáp đi ra. Có thùi đâu có thấy xe lửa chạy, có ban ngày mà chạy càng đẹp. Mấy cái đèn tưng này sao nó hú. Điều ra để nó chèn vô. Rồi. Bán chợ. Giờ trắng gì đây ở Hậu Lộc. Vô mình kiểm tra mấy bánh xe sạc sạc sửa đinh. Được
chợ Đò Lèn. Dán này đậu được. Rồi các bạn cắm đậu cắm dừng không? Chợ nó đâu à? Tôi đậu cái đóng. Làm như chợ cái tôi ra đây tôi đậu. Chưa có cái đặc sản gì mua chắc đẩy xe. Để bớt đã nha, để cầm bớt ha. Rồi em xuống rồi. Hay là loại mạnh Hà Nội. Tôi đậu theo xe tải đó. Đó, đậu qua xe tải. Đậu du lịch. Rồi và mình xin kết thúc video ở chợ Đò Lèn ở Thanh Hóa các bạn. Dạ xin vợ chồng mình xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn cô chú anh chị đã xem hết video của vợ chồng mình ở đây là cổng chính chợ Lèn, Hà Trung, Thanh Hóa.